S&P 500, Nasdaq nhích nhẹ khi thị trường chuẩn bị cho cuộc họp Fed. Phiên ngày 29 tháng 7, chỉ số S&P 500 tăng 0,08% lên 5.464 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,07%, chốt 17.370 điểm, trong khi Dow Jones mất 0,12%, còn 40.540 điểm. Cổ phiếu ON Semiconductor ghi nhận kết quả tốt nhất S&P 500 khi tăng 11,5% sau báo cáo tài chính tốt hơn kỳ vọng. Cổ phiếu Tesla cũng tăng 5,6% sau khi được Morgan Stanley gọi là lựa chọn hàng đầu. Tuần này, loạt các công ty công nghệ lớn gồm Microsoft, Meta, Apple và Amazon sẽ công bố báo cáo tài chính. Cùng với đó còn có Boeing, ExxonMobil hay Chevron. Sự kiện quan trọng khác là cuộc họp của Fed đưa ra quyết định lãi suất vào ngày 31 tháng 7. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ không giảm lãi suất ngay trong cuộc họp này, nhưng vẫn tìm kiếm những tín hiệu cho quan điểm của Fed. 32 giờ căng thẳng của thị trường toàn cầu khi Fed, BOJ và BOE cùng nhóm họp tuần này. Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, nhiều thị trường trở nên lo lắng do triển vọng không chắc chắn về chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế. Các nhà đầu tư đang phán đoán xem Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, BOJ, có tăng lãi suất hay không và khi nào Fed cùng Ngân hàng Trung ương Anh, BOE, hạ lãi suất. Với BOJ, thị trường không chắc Nhật Bản sẽ làm gì sau nhiều năm không động đến lãi suất. Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy lạm phát đang tăng tốc nhưng chi tiêu tiêu dùng lại gây thất vọng. Các nhà đầu tư nhận định BOJ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách. Về Fed, các nhà đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng tuyên bố chính sách của Fed và phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell để tìm kiếm các tín hiệu hỗ trợ cho kịch bản hạ lãi suất vào tháng 9. Trong khi đó, thị trường đang chia rẽ về việc BOE có cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19 hay không. Các nhà kinh tế thuộc Bank of America, Deutsche Bank, Nomura và ING Group cho rằng BOE sẽ đảo chiều chính sách. Sau một năm Fed duy trì lãi suất cao, nền kinh tế Mỹ đã thay đổi như thế nào? Một năm từ khi Fed nâng lãi suất lên mức kỷ lục hơn 2 thập kỷ. Các quan chức đã thành công hạ nhiệt nền kinh tế, nhưng chi phí đi vay cao gây ra một số tác động ngoài dự kiến. Thị trường nhà đất chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất khi chi phí đi vay và giá nhà tăng vọt. Lãi suất vay thế chấp quanh mức 7%, khoản tiền mà một người phải trả hàng tháng để mua căn nhà, có giá trung vị đã lên 2.291 đô la Mỹ vào tháng 5, cao hơn con số 1.205 đô la Mỹ 3 năm trước đó. Từ đó doanh số bán nhà đã sụt giảm. Thị trường chứng khoán, lãi suất cao thường tác động tiêu cực. Song, S&P 500 đã tăng khoảng 25%. Tuy nhiên, ông Mark Zandi, kinh tế trưởng Moody's Analytics, cảnh báo nếu Fed không sớm hạ lãi suất thì thị trường rất dễ bị tổn thương. Thị trường lao động vẫn trụ vững nhưng đã cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Hoạt động tuyển dụng chậm lại so với 2 năm trước. Số người nghỉ việc giảm và những người tìm việc gặp nhiều khó khăn hơn. Người tiêu dùng tiếp tục chi mua sắm những mặt hàng lớn như ô tô bất chấp lãi vay cao, giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc. Đây là một trong những lý do chính khiến các nhà kinh tế hy vọng Fed có thể kiểm soát lạm phát mà không gây ra suy thoái. Các doanh nghiệp lớn vẫn mạnh tay vay nợ, tận dụng nhu cầu mạnh mẽ của những nhà đầu tư dài hạn muốn chốt lợi nhuận tốt trước khi Fed cắt giảm lãi suất. Các trái phiếu dài hạn có lãi suất cố định và có kỳ hạn khoảng 10 năm, đồng nghĩa không bị ảnh hưởng quá nhiều từ Fed. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ thì khác, nhiều bên đi vay đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn và rất nhiều doanh nghiệp sụp đổ vì chính sách tiền tệ của Fed. Chi phí xăng dầu, điện, y tế đẩy CPI bình quân 7 tháng tăng 4,12%. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 7 CPI tăng 0,48% so với tháng trước và 4,36% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giá xăng dầu tăng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng và mức đóng bảo hiểm y tế điều chỉnh theo lương cơ sở mới là những nguyên nhân chính. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 4,12% so với cùng kỳ. Song, lạm phát cơ bản chỉ tăng 2,73%, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế và xăng dầu. Là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản. Tập đoàn lốp xe Trung Quốc sắp rót thêm 200 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Sáng ngày 29 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sailun Lưu Yến Hoa. Đại diện Sailun cam kết sẽ tiếp tục đầu tư thêm 200 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Sailun tiếp tục ứng dụng những công nghệ tiên tiến và tăng cường kết nối, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của tập đoàn. Sailun là công ty lốp xe tư nhân hạng A đầu tiên của Trung Quốc. Sản phẩm được bán tại hơn 100 quốc gia và khu vực ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Công ty Sailun Việt Nam thành lập vào tháng 3 năm 2012 với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ, nằm tại tỉnh Tây Ninh. Gần 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 7, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,15 triệu lượt, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51,0% so cùng kỳ 2023 và tăng 1,9% so cùng kỳ 2019. Châu Á là khu vực có nhiều khách quốc tế nhất với hơn 7,9 triệu lượt, tăng 57,1%. Tiếp đến là châu Âu với hơn 1,62 triệu lượt, tăng 47,3%, châu Mỹ là 617,2 nghìn lượt tăng 19,7%, sau đó là châu Úc và châu Phi. 7 tháng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 419,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng mức và tăng 31,8% so với cùng kỳ.
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bảng giá đất mới chỉ bằng 70% thị trường. Theo dự thảo bảng giá đất tại nhiều địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng trung bình từ 5 đến 10 lần. Một số khu vực ngoại thành và vùng ven dự kiến điều chỉnh tăng đột biến từ 15 đến 50 lần so với hiện tại. Song Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bảng giá đất mới chỉ tăng trung bình khoảng 7 lần so bảng giá cũ. Và bảng giá cũ khi sử dụng phải nhân với hệ số điều chỉnh 3,5 lần. Thực tế bảng giá đất điều chỉnh dự kiến chỉ tương ứng 70% mặt bằng giá thị trường. Theo Sở, việc điều chỉnh bảng giá đất mới đang đưa giá đất từng bước tiệm cận mặt bằng chung thị trường, góp phần minh bạch các nhóm sử dụng đất và tránh thất thu ngân sách nhà nước. Sắp tới chính phủ sẽ có những điều chỉnh các mức thu cho phù hợp với tình hình thực tiễn, hạn chế việc tăng đột biến các khoản thu. Đề xuất xây thêm đường băng số 2 tại sân bay quốc tế Long Thành. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về tiến độ thi công và đề xuất xin triển khai xây dựng thêm đường băng số 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngay trong giai đoạn 1. Theo ACV, dự án sân bay Long Thành hiện nay đang thi công đường băng số 1 vượt tiến độ nhiều tháng. Dựa trên tính toán về nhu cầu, ACV cho rằng việc có hai đường băng để dự phòng là cần thiết với sân bay công suất lớn. Mặt khác, ACV cũng xin san nền khu vực nhà ga hành khách T3 sớm để tránh phát sinh bụi, ô nhiễm trong quá trình vận hành ga T1. BIDV báo lãi kỷ lục hơn 15.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Theo báo cáo tài chính quý 2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV có lợi nhuận trước thuế 8.159 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lãi trước thuế đạt 15.549 tỷ đồng, tăng 12,1%. Đây là mức lợi nhuận quý kỷ lục của BIDV và cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố ở thời điểm hiện tại. Trong quý 2, phần lớn các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng 9,5%, lãi thuần từ dịch vụ tăng 16%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư tăng trưởng đột biến lần lượt 120% và gấp 17 lần cùng kỳ năm trước, mang về 1.726 tỷ đồng và 512 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tổng tài sản của ngân hàng tăng 9,6%, đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng gần 6% so với cuối năm trước. Nợ xấu tăng 28,3% so với cuối năm trước, lên 18.687 tỷ đồng, đưa tỷ lệ này từ 1,26% lên 1,52%.